Xưởng đồ gỗ Tòa Cốc Phạm Gia xin giới thiệu đến anh chị em đang xem video của xưởng một mẫu kệ TV được tự làm từ chất liệu gỗ hương đá mẫu hoàng gia hoa hồng. Mẫu kệ có kích thước chiều dài là 2,6m, chiều cao là 81cm và chiều sâu là 48cm, toàn bộ là kích thước phủ bì để quý vị tham khảo. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì được công ty nội thất Phạm Gia, đồ gỗ Phạm Gia sản xuất từ chất liệu là gỗ hương đá, hàng thựa, chọn gỗ lựa vân, hàng nó dày dặn hơn so với những cái hàng phổ thông. Đấy, mời quý vị chiêm ngưỡng qua. Và hiện tại sản phẩm này nó đang là hàng đục mé nhé. Toàn bộ đây là hàng đục mé, sửa lại bằng tay thôi. Nếu mà quý vị cần những hàng cao cấp hơn, đỉnh cao hơn thì là cái hàng đục te, 100% là hàng đục te. Thì các cái bông hoa này, rồi cánh hoa, rồi cái lá hoa nó sẽ kênh bông hơn, nhìn nó sang trọng hơn. Và giá của sản phẩm này nó sẽ cao hơn một chút. Còn đối với hàng đục máy sửa tay này thì cũng là hàng dày dặn, khá là dày. Anh chị em tham khảo. Về kích thước chi tiết thì em xin chia sẻ luôn, quý vị tham khảo luôn. Đó là cái ván cánh. Ván cánh này thì bên Phạm Gia xẻ đều là xẻ 3 phân cưa. Đây, ván là ván liền hết nhé. Xẻ 3 phân cưa, khung dày 4 phân. Đây, khung cánh là dày 4cm và ván cánh dày 3cm. Đây, đó là đục máy thôi. Đây, tất cả các lách này, bên em cũng làm dày là 3 phân hết. Để đục rất là sâu. Cái này thì có 4 chiếc ngăn kéo, 4 chiếc cánh, hai cánh hai bên và hai cánh ở giữa. Bên dưới thì có dàn ngăn kéo. Đây, ngăn kéo để đồ này, rất là tiện lợi. Đây, ngăn kéo để đồ này. Và hai cánh này thì có hai cái tay lắm. Hiện tại bên em này chưa bắt tay lắm. Quý vị tham khảo. Về cái đường nét hoàn thiện hay là cái vân gỗ tuyển chọn thì quý vị có thể thấy là cái vân gỗ hương đá bên em lựa chọn vân rất là dày, mật độ vân là dày và đẹp. Đó. Về mặt phần mặt trên này, bên Phạm Gia là để phẳng, cái mẫu này là thiết kế là để phẳng, rất tiện lợi khi để các loại TV không bị giới hạn kích thước. Đây, để phẳng trang. À, vân gỗ thì cũng được lựa là những cái tấm gỗ nhiều vân. Đây, anh chị em phải tham khảo này. Ván liền, vân rất là đẹp, cực kỳ là đỉnh cao luôn. Đây. Với cái chiếc kệ dài 2,6m như trên màn hình thì quý vị có thể để mọi loại TV không giới hạn kích thước, bởi vì chiều dài dài 2,6m rất là dài, để TV lớn không bị giới hạn. Và với thiết kế phẳng thì hai bên của TV quý vị có thể để trang trí thêm những cái bức tượng hoặc là bình hoa hoặc là cặp loa. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Và giá của chiếc kệ TV này thì được công ty đồ gỗ Phạm Gia chia sẻ trên website là đogophamgia.com và một địa chỉ web nữa là xưởngdogogiagoc.com để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Bởi giá gỗ nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm thì bên em sẽ báo giá trên website thường xuyên cập nhật giá để anh chị em có thể tiện tham khảo tại nhà mình, không phải đi đâu xa. Đấy, một cái lợi thế. Và nếu quý vị nào quan tâm có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất của công ty Phạm Gia để tham khảo tại hai địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là Châu Phong Liên Hà Đông Anh Hà Nội, địa chỉ thứ hai là Đại Vĩ Liên Hà Đông Anh Hà Nội. Đây ạ, quý vị có thể thấy đây là nhà văn hóa thôn Đại Vĩ ở phía đằng sau này. Đây, đấy, quý vị cứ đến đằng sau nhà văn hóa là sẽ thấy cái biển đồ gỗ Phạm Gia, quý vị có thể vào xem thực tế. Xưởng xin cảm ơn quý vị đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.